Chắc chỉ, trá xá la chắc chỉ, lô ha lệ, ma ha lô ha lệ, a la giả la, đa la tá ha. Chú này có thể làm cho những kẻ mất hồn, những kẻ sợ sệt, những người thuyết pháp đều chẳng gián đoạn chánh pháp. Chúng con vì muốn hàng phục ngoại đạo, gìn giữ tự thân, bảo vệ chánh pháp, bảo vệ đại thừa nên thuyết ra chú này. Những ai có thể chỉ chú này, hình tượng hung dữ không làm cho họ sợ. Nếu đến nơi đồng không, đầm vắng chỗ nguy hiểm cũng chẳng sanh tâm sợ sệt, cũng khỏi bị những nạn như nước lửa, sư tử, cọp, chó sói, trộm cướp, phép vua luật nước. Bạch Thế Tôn, nếu ai chỉ được chú này thì dứt hết mọi nỗi lo sợ kể trên. Thế Tôn, chúng con sẽ bảo hộ người chỉ chú ấy như cái mu rùa bảo hộ toàn thân con rùa. Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng con không đem lòng nịnh hót mà nói ra việc ấy. Đối với người chỉ chú này, chúng con sẽ đem hết lòng thành mà giúp thêm sức mạnh cho người ấy. Nguyện Đức Như Lai rủ lòng thương xót nhận cho sự cúng dường lần cuối cùng của chúng con. Lúc ấy Đức Phật bảo Ma Vương Ba Tuần rằng: ta không thọ nhận những thức ăn uống do ông cúng dường, nhưng vì muốn làm an lạc cho tất cả chúng sanh, cho bốn bộ chúng, nên ta chấp nhận thần chú mà ông vừa thuyết đó. Nói rồi Đức Phật lặng thinh không nhận cúng dường. Ma Vương thỉnh cầu đến ba lần, Phật vẫn không nhận. Lúc ấy giờ nguyện chẳng thành, Ma Vương Ba Tuần trong lòng sầu não, lui xuống đứng sang một bên. Lúc ấy Vua Trời Đại Tự Tại cùng với vô số quyến thuộc và chư thiên ở cõi trời của Ngài cũng chuẩn bị những thức cúng dường bao trùm hơn tất cả những thức cúng dường của Vua Phạm Thiên Đế Thích, bốn thiên vương hộ thế và của tám bộ trời người với hàng phi nhân. So với những thức cúng dường này, những thức cúng dường của Phạm Thiên và Đế Thích chỉ như chấm mực đen đặt cạnh các loại ngọc quý, không thể tỏa sáng được. Những lọng báu nhỏ nhất của các vị cũng có thể che trùm trọn cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Các vị mang theo mọi thức cúng dường như vậy đi đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ sát chân Phật, đi quanh Phật vô số vòng, cung kính rồi bạch rằng: Thế Tôn, những lễ vật mà chúng con muốn cúng dường đây thật là nhỏ nhen, chỉ giống như lễ vật của con muỗi mang đến cúng dường chúng con, lại cũng giống như người đem một bụng nước giữa hai bàn tay mà đổ xuống biển cả, như ánh sáng một ngọn đèn nhỏ mà góp vào ánh sáng của trăm ngàn mặt trời. Như trong mùa xuân, mùa hạ, các loài hoa đều tươi tốt, lại có người cầm một đóa hoa để làm tăng thêm số hoa, như lấy hạt đỉnh lịch để làm cho núi Tu Di to lớn thêm. Những việc làm như vậy há có ích gì cho biển cả, cho ánh sáng mặt trời, cho đám hoa và cho núi Tu Di kia đâu. Bạch Thế Tôn, lễ vật mà chúng con phụng hiến hôm nay cũng ít ỏi, nhỏ bé như vậy, dầu cho đem tất cả hương hoa, kỹ nhạc, phướn lọng trong toàn cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới mà cúng dường Như Lai cũng chẳng gọi là đủ. Vì sao vậy? Vì Như Lai đã thường vì chúng sanh mà chịu mọi khổ não trong các đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vậy xin Như Lai rủ lòng thương xót nhận cho sự cúng dường của chúng con. Lúc ấy về phương đông, cách cõi Ta Bà này vô số thế giới, nhiều như số cát của vô số con sông Hằng, nhiều như số hạt bụi cực nhỏ, có một cõi Phật tên là Ý Lạc Mỹ Âm. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Hư Không Đẳng, Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Bấy giờ Đức Phật Hư Không Đẳng bảo vị đại đệ tử lớn nhất của Ngài rằng: Thiện Nam Tử, hôm nay ông nên sang thế giới Ta Bà ở phương Tây. Ở cõi ấy có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Còn không bao lâu nữa Đức Phật ấy sẽ nhập Niết Bàn. Thiện Nam Tử, ông nên mang theo cơm gạo thơm của thế giới này. Cơm ấy thơm tho ngon ngọt, ăn vào sẽ được an ổn. Có thể dùng món cơm này phụng hiến Đức Phật ấy, Ngài dùng xong sẽ nhập Niết Bàn. Thiện Nam Tử, các ông đều nên kính lễ Đức Phật ấy và thỉnh cầu Ngài giảng rõ cho những chỗ còn chưa rõ trong chánh pháp. Lúc ấy Đại Bồ Tát Vô Biên Thần vâng lời dạy của Phật Hư Không Đẳng, bèn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cúi đầu làm lễ sát chân Phật, đi quanh Phật ba vòng cung kính theo tay mặt, rồi dẫn theo vô số các vị Bồ Tát từ cõi thế giới ấy cùng đến thế giới Ta Bà. Đúng lúc ấy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới này, khắp mặt đất chấn động theo sáu cách. Bấy giờ đại chúng gồm tất cả những vị đi theo Phạm Vương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, Ma Vương Ba Tuần, Ma Hê Thủ La bỗng thấy mặt đất chấn động như vậy, thì lông trên mình đều dựng ngược, cổ họng và lưỡi khô khan, xanh lòng sợ sệt run rẩy.
Tất cả đều muốn phân tán đi bốn phương. Khi nhìn lại thân mình, các vị thấy chẳng còn hào quang và oai nghi phước đức đều đã mất hết. Lúc ấy, Pháp Vương Tử Văn Thủ Sư Lại liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bảo đại chúng rằng: Chư thiện nam tử, các vị đừng hoảng sợ. Vì sao vậy? Về phương đông cách cõi Ta Bà này vô số thế giới, nhiều như số cát của vô số sông Hằng, nhiều như số hạt bụi cực nhỏ. Có một cõi Phật tên là Ý Lạc Mỹ Âm. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Hư Không Đẳng, Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri, đủ 10 danh hiệu. Ở cõi ấy có một vị Bồ Tát tên là Vô Biên Thân, cùng với vô số Bồ Tát muốn đến cõi này cúng dường Đức Như Lai của chúng ta. Do oai đức của các vị Bồ Tát ấy nên đã làm cho hào quang nơi thân các vị không hiện ra được nữa. Vậy các vị nên sanh lòng hoan hỷ, chớ nên sợ sệt. Bấy giờ đại chúng của Đức Phật Thích Ca nhìn xa về phương đông, đều thấy được Đức Phật Hư Không Đẳng và đại chúng của Ngài, ví như nhìn vào tấm gương mà thấy rõ chính mình. Liền đó Ngài Văn Thủ Sư Lợi lại bảo đại chúng: Này các vị đã thấy rõ Đức Phật kia ở phương đông, và đại chúng của Ngài cũng như thấy Đức Phật Thích Ca nơi đây. Nhờ oai thần của Phật, các vị sẽ được nhìn thấy cả vô số chư Phật ở chín phương khác. Bấy giờ đại chúng đều bảo nhau rằng: khổ thay, thế gian sắp trống rỗng, thế gian sắp trống rỗng, còn không bao lâu Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Ngày lúc ấy, ai nấy trong đại chúng đều nhìn thấy Bồ Tát Vô Biên Thân và quyến thuộc của Ngài. Nơi thần Bồ Tát ấy, mỗi lỗ chân lông đều xuất hiện một đóa hoa sen lớn. Mỗi hoa sen chứa 7 muôn 8 ngàn thành ấp. Mỗi thành ấp đều rộng lớn vuông vức bằng đô thành Tỳ Gia Ly. Tường trong tường ngoài và những hào sâu đều xây đắp bằng 7 báu xen lẫn nhau. Những cây quý đa la mọc lên có thứ tự gồm 7 lớp. Trong thành ấy, nhân dân phồn thạnh an ổn, phong phú vui vẻ. Những lầu canh đều được làm bằng vàng ròng. Ở mỗi lầu canh có những cây bằng 7 báu mọc thành rừng. Hoa trái tươi tốt, gió nhẹ thổi lay động phát ra âm thanh vi diệu. Âm thanh ấy hòa nhã như nhạc trời. Nhân dân trong thành nghe được âm thanh ấy lấy làm khoái lạc, sung sướng vô cùng. Trong những hào, vây quanh thành chứa đầy nước ngọt thơm tho và trong vắt như lưu ly. Trên mặt nước có những chiếc thuyền bằng 7 báu. Những người ngồi thuyền hoặc đi du ngoạn hay tắm rửa cùng nhau vui hưởng sự khoái lạc vô cùng. Lại có vô số những hoa sen đủ màu như hoa yêu bát la, hoa câu vật đầu, hoa ba đầu ma, hoa phân đà lợi. Những hoa ấy đều lớn như bánh xe, dọc theo bờ hào có nhiều vườn tược, mỗi cảnh vườn có ao năm suối. Trong ao ấy lại cũng có các loại hoa sen, hoa yêu bát la, hoa câu vật đầu, hoa ba đầu ma, hoa phân đà lợi. Những hoa ấy cũng lớn như bánh xe, hương thơm lan tỏa rất đáng ưa thích. Nước dưới ao trong sạch, chạm vào có cảm giác hết sức mềm mại. Những loài chim phù, chim nhạn uyên ương đều bay đến dạo chơi nơi ấy. Trong mỗi cảnh vườn tược có nhiều cung điện nhà cửa, mỗi cung điện nhà cửa ngang dọc vuông vức choáng trọn 4 do tuần. Những tường trong và tường ngoài đều xây bằng 4 món báu là vàng bạc lưu ly và pha lê. Các cửa sổ trên tường đều bằng vàng ròng, có lan can bao quanh. Mặt đất toàn là các thứ ngọc và đá quý, có trải cát bằng vàng. Trong nhiều cung điện nhà cửa lại có suối nước và ao tắm bằng 7 báu. Bên ao có thang 18 bậc để lên xuống, toàn bằng vàng ròng. Có những cây chuối bằng vàng diêm phù đàn, giống như vườn hoan hỷ ở cung trời Đao Lợi. Mỗi thành ấy đều có 84.000 vị vua. Mỗi vị vua đều có vô số phu nhân và thể nữ cùng nhau vui hưởng mọi sự thích thú vui sướng. Ngoài ra nhân dân ở đó cũng vậy, mỗi người đều ở tại chỗ của mình mà tận hưởng cuộc sống sung sướng. Chúng sanh trong những thành ấy chẳng nghe tiếng gì khác ngoài những âm thanh diễn giảng Pháp Đại Thừa cao trỗi nhất. Trong mỗi hoa sen đều có tòa sư tử, các tòa sư tử ấy có 4 chân bằng ngọc lưu ly xanh, trên tòa có trải vải lụa mịn màng rất đẹp, là loại tốt nhất trong 3 cõi. Trên mỗi tòa đều có một vị vua ngự và giáo hóa chúng sanh bằng Pháp Đại Thừa, hoặc có những chúng sanh đang sao chép thọ trì đọc tụng kinh điển Đại Thừa, tu hành theo đúng như kinh dạy và lưu truyền rộng rãi như vậy. Lúc ấy, Bồ Tát Vô Biên Thân làm cho vô số chúng sanh được nghỉ ngơi an ổn rồi. Sau đó mỗi người đều tự dứt bỏ cuộc vui thế sự, than thở rằng: khổ thay, thế gian sắp trống rỗng, còn không bao lâu Đức Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Bấy giờ Bồ Tát Vô Biên Thân cùng vô số các Bồ Tát vây quanh đã thị hiện sức thần thông như vậy rồi, liền mang đến đủ các thức cúng dường nhiều vô số, cùng với những thức ăn uống thơm tho ngon ngọt bậc nhất. Nếu ai ngửi được hương thơm của những thức ăn ấy thì mọi sự ô nhiễm phiền não đều dứt sạch. Nhờ sức thần thông của Bồ Tát ấy, tất cả đại chúng đều được nhìn thấy sự biến hóa. Bồ Tát Vô Biên Thân hiện thân lớn vô biên, đồng như hư không,
Ngoài chư Phật ra thì không ai có thể thấy được thân của Bồ Tát cao lớn đến mức nào. Lúc ấy, Bồ Tát Vô Biên Thần cùng quyến thuộc chuẩn bị những thức cúng dường trội hơn tất cả những thứ đã nói trước, rồi đi đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ sát chân Phật, chắp tay cung kính bạch rằng: Thế Tôn, nguyện Đức Như Lai rủ lòng thương xót, nhận cho bữa cơm cúng dường của chúng con. Đức Như Lai biết là chưa phải lúc nên lặng thinh chẳng nhận. Ba lần thưa thỉnh như vậy, Phật vẫn không nhận. Sở nguyện chẳng thành, Bồ Tát Vô Biên Thân cùng quyến thuộc liền lui xuống đứng sang một bên. Lại ở các cõi Phật về phương Nam, phương Tây, phương Bắc cũng có vô số vị Bồ Tát Vô Biên Thân mang theo những thức cúng dường trội hơn những thức cúng dường đã nói trước cùng đi đến chỗ Phật, cuối cùng cũng đều lui xuống đứng sang một bên như vậy. Bấy giờ tại vùng đất an lành ở rừng Sa La Song Thọ, trong khoảng chu vi 22 do tuần, đại chúng tụ họp đầy kín không còn chỗ trống. Lúc ấy, những tòa ngồi của các vị Bồ Tát Vô Biên Thân và quyến thuộc từ bốn phương đến, chỉ nhỏ bé như mũi dùi mũi kim, như những hạt bụi cực nhỏ, trừ Đại Bồ Tát từ các cõi Phật mười phương nhiều như số hạt bụi cực nhỏ, cũng đều đến nhóm họp, và tất cả đại chúng ở khắp cõi Diêm Phù Đà cũng đến nhóm họp. Chỉ còn thiếu hai chúng của tôn giả Maha Ca Diếp và của ngài A Nan với vua A Xà Thế và quyến thuộc. Ngoài ra cho đến những loài rắn độc mà mắt nhìn cũng đủ làm chết người, những loài bọ hung, rắn đất, bò cạp và 16 loại chuyên đảm ác nghiệp, tất cả cũng đều tụ hội. Các vị thần Đà Na Bà, Atula đều bỏ những tư tưởng xấu, khởi sanh lòng từ đối với nhau như cha, mẹ, chị em. Các chúng sanh trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới cũng đều sanh lòng từ đối với nhau như thế, chỉ trừ những kẻ nhất thiện đà. Lúc ấy, nhờ oai thần của Phật, trong khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, mặt đất bỗng trở nên mềm mại, không có những gò nồng, đất cát, sỏi đá, gai góc, cỏ độc, các máu, các món báu đơm kết làm cho xinh đẹp, dường như thế giới cực lạc ở phương Tây của Đức Phật A-di-đà. Đại chúng thầy đều thấy rõ các thế giới của chư Phật trong mười phương, nhiều như những hạt bụi cực nhỏ, ví như người ta nhìn vào tấm gương thấy được chính mình, ai nấy đều thấy các cõi Phật một cách rõ ràng như vậy. Lúc ấy, từ nơi khoảng giữa hai chân mày, Đức Như Lai phóng ra hào quang năm sắc. Hào quang ấy sáng rực rỡ, bao trùm cả đại hội, khiến cho hào quang nơi thân của mỗi vị trong đại hội đều chẳng hiện ra được. Hào quang của Phật sau khi đã phóng ra rồi, liền theo nơi miệng của Ngài mà quay trở vào. Bấy giờ, chư thiên, loài người, Atula và hết thảy chúng hộ nhìn thấy hào quang của Phật quay trở vào trong miệng Ngài, thảy đều lấy làm sợ hãi, dùng mình sởn ốc, nói rằng hào quang của Như Lai phóng ra rồi lại quay trở vào, không thể không có nhân duyên, ắt là việc cần làm của Phật trong mười phương đã xong, đây là tướng trạng cuối cùng Ngài sắp nhập Niết Bàn. Khổ thay, khổ thay, tại sao chỉ trong chốc lát Đức Thế Tôn đã buông bỏ bốn tâm vô lượng, chẳng nhận sự cúng dường của loài người và chư thiên? Ánh sáng của mặt trời trí huệ từ nay dứt mất, con thuyền chánh pháp vô thượng hôm nay sắp chìm mất. Ôi đau đớn thay, khổ não thay cho thế gian. Ai nấy đều đứng dậy, đấm ngực kêu la, khóc lóc bi ai, tay chân run rẩy, không tự kiềm chế được. Máu tươi ứa ra từ các lỗ chân lông trên người họ, rơi vấy đầy trên mặt đất.